Thưa các cô chú, một năm có 365 ngày. Ở trong hành trình đó, chắc hẳn ai cũng sẽ có một ngày không thể quên được trong cuộc đời mình. Và ngày hôm nay chính là ngày vui đặc biệt cho một bà khi mới chính thức bước ra cuộc đời. Và đặc biệt trong những ngày kỷ niệm tuyệt đẹp này, thì một năm về trước, bà và mẹ Nhung cũng đã cùng nhau về chung một nhà.